Việt Nam chế tạo thành công máy oxy dòng cao điều trị COVID-19. Máy do nhóm nghiên cứu Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng doanh nghiệp chế tạo để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 giai đoạn 3 được Bộ Y tế cấp phép. Từ tháng 5, nhóm nghiên cứu phối hợp với một doanh nghiệp chuyên sản xuất thiết bị y tế để chế tạo máy oxy dòng cao dùng trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, giảm nguy cơ đặt ống thở máy. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, giám đốc trung tâm điện tử y sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên chính nhóm nghiên cứu cho biết, do nhu cầu sử dụng máy trong nước ngày một tăng cao, nên nhóm được chỉ đạo gấp rút nghiên cứu đưa ra sản phẩm. Từng nghiên cứu dòng máy thở từ trước, nhóm nghiên cứu không gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật, nên chỉ sau 2 tuần, sản phẩm thử nghiệm đầu tiên được hoàn thiện. Máy được chuyển đến các đơn vị đánh giá tiêu chuẩn cũng như các thông số kỹ thuật. Tiến sĩ Hải nói rằng, chúng tôi đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành để có thể sản xuất số lượng lớn. Máy có chức năng hỗ trợ người bệnh hô hấp bằng cách cung cấp liên tục khí thở lưu lượng cao lên tới 60 lít trên 1 phút, với nồng độ oxy điều chỉnh được, từ oxy không khí đến nguyên chất. Dòng khí thở được ổn định ở 37 độ C với độ ẩm bão hòa, giúp điều trị bệnh nhân suy hô hấp. Tiến sĩ Hải nói rằng phương pháp này giúp phế nang bệnh nhân không bị dính, xẹp lại, giúp thể tích chứa khí được duy trì và bệnh nhân dần hồi phục. Nguồn đầu vào của máy gồm khí oxy, khí nén thông qua một bộ tròn để điều chỉnh tỷ lệ và tạo ra hàm lượng oxy, có thể điều chỉnh trong khoảng 21% đến 100% tùy theo chỉ định của bác sĩ. Lượng khí này tiếp tục được đưa vào hệ thống làm ấm và làm ẩm có tác dụng gia nhiệt cho bộ khí để đạt 37 độ C như nhiệt độ bên trong cơ thể. Đưa khí vào phổi giúp bệnh nhân không mất nhiệt, chức năng làm ẩm đạt mức 85-100% được chỉ định trong y tế để tránh các tổn thương khác về phổi trong quá trình đưa oxy vào. Theo Phó Giáo sư Hải, đến giữa tháng 6, máy được Bộ Y tế quyết định lưu hành và chuyển 30 sản phẩm đầu tiên tới thành phố Hồ Chí Minh và Bắc Giang, dùng trong phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở giai đoạn 3 trong 5 giai đoạn. Bệnh nhân giai đoạn này được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2, bị suy hô hấp và tổn thương phổi nhưng vẫn có thể thở được. Phó giáo sư Nguyễn Văn Chi, phụ trách trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo các báo cáo nghiên cứu lâm sàng, nếu được sử dụng máy oxy dòng cao này, thì 60-70% bệnh nhân mắc COVID-19 được hồi phục, không bị nặng thêm và không phải sử dụng máy thở. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.